sáng nay, hơn 22.000 học sinh giáo viên huyện Vĩnh Lộc đã hân hoan đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Trong năm học mới này, ngành giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Lộc sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học, chú trọng giáo dục toàn diện, nâng cao rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thực hành cho học sinh, chuẩn bị các điều kiện để triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới, chương trình giáo dục phổ thông đối với các khối lớp 5, lớp 9, lớp 12 tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá tích cực theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, đồng thời huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, góp phần hoàn thiện hệ thống giáo dục trên địa bàn huyện.